Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày 11 tháng 2 năm 2023 thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em vẫn có rất là nhiều cái mặt hàng kg ạ, nhiều những cái dòng hàng lan thuần, hàng đang nụ hoa với cái giá rất là rẻ để cô chú anh chị có thể sưu tầm những cái bông hoa đẹp cho sân vườn của nhà mình nhé. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng, giao báo thì sẽ chưa bao gồm phí vận chuyển ạ. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo, cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc Trung Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có nhé. Đầu tiên là em muốn giới thiệu đối đến cô chú anh chị đó là lô kim điệp nhựa. Cái lô kim điệp nhựa này cái tầm mùa này thì nụ khá là lớn rồi. Tuy nhiên cô chú anh chị có thể thấy là dân người ta giữ được những cái nụ rất là tốt luôn cô chú anh chị này. Đó. Cái nụ đây là hoàn toàn là những cái nụ cô chú anh chị nhé. Nụ mà nhìn như là quả luôn, hoa cánh dày sáp bóng và rất là thơm. Độ bền trên 2 tháng luôn cô chú anh chị ạ. Dòng kim điệp nhựa em bán với giá là 180.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,3 kg cô chú anh chị nhé. Hàng lô hàng này về thì phải nói là quá là xuất sắc. Nụ lớn nhưng mà giữ được nụ rất là tốt luôn. Sau bên này đây sẽ là những cây lan sơn thủy tiên đẹp tuyệt vời, long lanh như thế này cô chú anh chị. Những giả hành nụ tròn vo căng mướt và đang nụ này. Đó, cô chú anh chị thấy ạ. Mỗi một giả hành có thể cho đến 2 cái chùm hoa luôn ạ. Và cái dòng sơn thủy tiên này em bán với giá là 180.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên này đây sẽ là dòng lan thạch hồng tía. Một cái loại lan và một cái dược liệu vô cùng là quý giá. Nó là một trong 10 cái loại dược liệu tuyệt vời nhất cô chú anh chị nhé. Và về cái mặt bông nó cũng là một cái loại lan có mặt bông rất là xinh ạ. Và cái dòng lan thạch hồng tía này thì những cái năm trước đây ấy, khi mà người ta chưa trồng được nhiều ấy, cái dòng thạch hồng tía này là mỗi 1 kg lên đến vài triệu nhá, 3-4 triệu một cân. Đấy, còn hiện tại thì cái giá nó rất là rẻ của chú ý chị, em nghĩ rằng là nó rất là đáng sưu tầm. Cái dòng thạch hồng tía em bán với giá chỉ có 240.000 cho 1 kg thôi ạ. Và em sẽ bán từ 0,3 kg thôi. Đấy, 0,3 của chú ý chị có thể sở hữu ngay những giò thạch hồng tía rất là đẹp rồi. Rồi ạ. Và sang bên này đây sẽ là cái dòng kim điệp xuân này. Dòng kim điệp xuân cô chú ý chị ạ, hay còn gọi là kim điệp giấy ạ. Mỗi một cái giả hành như vậy hiện tại đang nhú nụ này. Một cái giả hành như thế này có thể một trong một cái 1-2 chùm hoa luôn ạ. Mỗi một nụ như thế này sẽ là một chùm hoa cô chú anh chị nhá. Một rề nhỏ như thế này thôi cũng đủ cho cô chú anh chị làm một cái giò lan vàng rộn đẹp tuyệt vời luôn rồi cô chú anh chị này. Đấy, thì cái dòng kim điệp xuân này em bán với giá là 150.000 cho 1 kg. Hàng khô ráo và đang nụ tuyệt vời luôn ạ. Đang nụ rất là xinh. Nói chung cái tầm nụ này thì vận chuyển đóng gói nó chưa có ảnh hưởng nụ cô chú anh chị ạ. Đây ạ. Cái giả hành ngắn ngắn tròn vo đây này, như cái giả hành này ngắn tròn vo mà có đến 2 cái chùm hoa luôn ấy cô chú anh chị. Tiếp sang bên này đây thì em có cái lô kiều vàng. Đang bắt đầu sưng mắt nụ rồi. Rất là đẹp luôn ạ. Cái lô kiều vàng này về thân to mập đều rất là tuyệt vời nhá. Cái lô kiều vàng em bán với giá là 180.000 cho 1 kg. Sau bên này đây sẽ là dòng lan hoàng thảo u lồi hay còn gọi là hoàng thảo ngũ tinh cô chú anh chị ạ. Nụ chi chít là nụ luôn, một trong 9 cái mặt bông gọi là đẹp nhất trong tất cả những cái mặt hoa của dòng hoa lan ạ. Cái dòng lan hoàng thảo u lồi này là hoa chủ yếu nó nở vào thời điểm Tết ạ. Tuy nhiên thì năm nay tiết đi sau, cô chú anh chị thấy là những cây u lồi này đang chuẩn bị bung lụa rồi đúng không ạ? Nói chung là cái mặt bông hoa to và cái họng đen rất là đẹp luôn cái dòng lan hoàng thảo u lồi này. Nếu như xét về cái mặt bông thì nó giống với cả trúc Phật Bà, nhưng mà nếu như nói nét đẹp thì em thấy là nó còn đẹp hơn cả cái dòng lan hoàng thảo trúc Phật Bà luôn ạ. U lồi ngũ tinh, chi chít là nụ như vậy, em bán với giá là 240.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,5 kg cô chú anh chị nhé. Bởi vì hàng này thân nó rất là to và dài, nên là với 0,5 thì cô chú anh chị cũng có thể được vài những cái thân hoa. Hàng này thì toàn bộ đều là thân tơ, nên là cô chú anh chị có thể được những cái thân hoa rất là đẹp để mà thưởng thức luôn ạ. Sang bên này đây thì em có cái dòng lan đùi gà tròn ạ. Dòng đùi gà tròn cô chú anh chị nhé. Dòng lan đùi gà tròn ạ, rất là đẹp luôn này cô chú anh chị này. Hiện tại cũng đang bắt đầu là nhú nụ rồi. Gà tròn hoa cực kỳ là rực rỡ luôn ạ. Em bán đùi gà tròn với giá là 180.000 cho 1 kg. Thời điểm bây giờ là đang mùa nụ của gà tròn ấy, nên là giá thường là bị đội lên. Tuy nhiên thì em vẫn giữ nguyên mà thậm chí còn giảm giá luôn ạ. Đấy, gà tròn 180.000 cho 1 kg, rất là đẹp cô chú anh chị nhá. Đang nhú nụ cực kỳ là xinh như thế này cô chú anh chị này.
Và bên này thì em có hai cái lô điệp tím của vùng Cao Bằng ạ. Mỗi một lô rất là nhiều luôn nhé, của chính chị nhé. 120.000 cho một cái phần, à không, điệp tím này là cái hàng mà bóc vườn của các nhà vườn mà trước đây người ta đã sưu tầm những cái mặt bông ta trồng vào vườn ấy ạ. Cũng sẽ có rất là nhiều những mặt bông đẹp. Mỗi một lô như vậy em bán với giá là 120.000 cô chú anh chị ạ. Dạ, tiếp sang bên này đây sẽ là những cái cây kèn ngắn nhỏ mà vô cùng là lợi cân luôn, đang rất là nhiều nụ như thế này này cô chú anh chị này. Đấy, ngắn nhỏ nhưng mà vẫn đảm bảo là sẽ là rất là nhiều nụ hoa như thế này. Em bán với giá là 450.000 cho 1 kg cô chú anh chị ạ. 90.000 cô chú anh chị được rất là nhiều luôn. Sang bên này đây thì em có dòng long tu đá hoa tím ạ, cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Hàng phải nói là quá là xuất sắc luôn, nụ cái tầm như thế này ạ. Nụ tầm như thế này là về cô chú anh chị để chơi hoa là đẹp, đẹp mê luôn cô chú anh chị nhá. Đây ạ. Nụ đều tăm tắp luôn như thế này này. Long tu đá hoa tím với những cái bông hoa cánh sáp bóng rất là tuyệt vời. Với giá em bán là 170.000 trong 1 kg. Tiếp sang bên này đây thì em có dòng dáng hương đuôi sóc ạ. Những cây đuôi sóc lá căng mướt và thân tím bóng mượt rất là đẹp như thế này. Sẽ cho cô chú anh chị những cái bông hoa gọi là tím và cực kỳ là đẹp luôn ạ. 120.000 trong 1 kg dáng hương đuôi sóc thôi nhé. Và tiếp sang bên này đây, tiếp sang bên này đây thì em có cái dòng lan hạc vĩ thiên cung, thân nào thân đấy căng mướt luôn cô chú anh chị này, hay còn gọi là hạc vĩ bắc đấy ạ. Lác đác vài thân thì cũng đã nhú nụ rồi. Cái dòng này thì 100% là thân tơ đấy. Đảm bảo mỗi một thân sẽ là một cái suối hoa đẹp lộng lẫy luôn ạ. À, cô chú anh chị này, dòng này em bán với giá là 190.000 cho 1 kg cái dòng lan hạc vĩ này cô chú anh chị nhé. Tiếp sang bên này đây sẽ là cái dòng lan hoàng phi hạc ạ. Cái dòng lan cũng đang bắt đầu sưng mắt nụ này, thân béo múp míp luôn ạ. To mập và béo múp luôn. Cái dòng lan hoàng phi hạc này, đây bây giờ đang mùa xuống lá nên cô chú anh chị mua sẽ cực kỳ là lợi cân luôn đây này. Cô chú anh chị thân thêm này, cái thân không có lá gì cả mà ra nụ rất là đẹp như thế này đấy ạ. Đó, em bán ạ với giá là 140.000 cho 1 kg dòng lan hoàng phi hạc nhé. Tiếp sang bên này đây thì em có cái dòng lan ngọc thạch ba màu ạ. Ngọc thạch ba màu đây cô chú anh chị này. Với những cái thân mập mạp căng mướt như vậy và cũng đang bắt đầu là sưng những mắt nụ tuyệt vời như thế này này cô chú anh chị này. Có những cái thân thì đang bắt đầu là chồi nụ ra rất là đẹp như thế này rồi nhá. Giá em bán chỉ có 140.000 trong 1 kg còn dòng lan ngọc thạch ba màu này thôi ạ. Và sang bên này đây sẽ là những cái cây lan trầm tím hàng rừng ạ. Thân căng mướt mượt mượt luôn như này cô chú anh chị này. Đang chuẩn bị là sưng những mắt nụ rồi. Gần như là 100% là thân tơ luôn ạ. Hàng trầm rừng thì cô chú anh chị biết rồi, cái mặt bông bầu và rất là đẹp, cực kỳ là thơm. Dòng trầm rừng này này, đấy, đang vật chuẩn bị là có những cây chuẩn bị sưng mắt nụ rồi. Chuẩn bị nứt mắt nụ như này rồi cô chú anh chị nhá. Và mầm gốc cũng đang chuẩn bị là bật mầm gốc ạ. Em bán trầm tím hàng rừng này với giá là 450.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,2 kg, tức là 90.000 thôi. Với 90.000 thôi thì cô chú anh chị cũng có thể sở hữu khá là nhiều thân trầm. Đây cô chú anh chị chắc là cũng sẽ sở hữu tầm như thế này. Đấy, một lô trầm như thế này, thoải mái cô chú anh chị ngắm thưởng thức hoa nhé. Đấy, có 90.000 thôi cô chú anh chị ạ. Cô chú anh chị cũng có thể lấy một lượng nhiều hơn ạ. Và bên này thì em có một cái dề hoàng thảo hoàng lạp, một cái siêu phẩm luôn ạ. Rất là ít khi có những cái dề hoàng lạp nó to và đẹp như thế này. Cô chú anh chị thấy là hoàng lạp rất là giống với cả sơn thủy tiên ạ. Nhưng mà lá của nó sẽ nhỏ và dài nhọn hơn so với cả dòng sơn thủy tiên đây cô chú anh chị nhé. Đó, cô chú anh chị thấy ạ, nó có điểm khác biệt nhau như vậy nhé. Nhà nhiều người cứ bảo là hoàng lạp sơn thủy tiên phải là họng đen, không phải đâu cô chú anh chị ạ. Sơn thủy tiên và cái còn không phải họng đen thì là không phải sơn thủy tiên, nó không phải như vậy đâu nhé. Cái họng đen chính là cái dòng sơn thủy tiên đột biến đấy ạ, thì mới là họng đen đấy ạ. Cái dề hoàng lạp siêu phẩm rất là đẹp này, bán với giá là 220.000 trong 1 kg cô chú anh chị nhé. Cái dề này mà sổ bông hết thì thôi rồi ạ. Bên này đây em có một cái lô kiều vuông cánh trắng này. Cái lô này em bán là 180.000. Và ở đây ạ, ở đây thì em có hai cái lô hoàng nhạn ạ. Lô này em gọi là lô số 1 này. Lô hoàng nhạn số 1 rất là nhiều cây. Và lô hoàng nhạn số 2 cũng vậy. Mỗi một lô hôm nay em bán thanh lý xả nhá. Mỗi một lô như vậy. Đấy, cây này vẫn đảm bảo cây giống bình thường ạ. Em bán với giá là 40.000, à 35.000 cho một lô đi. Cả hai lô có 70.000 thôi. Thoải mái của chú anh chị cây giống luôn. Hai lô hoàng thảo chuỗi ngọc đang rất nhiều nụ đây cô chú anh chị này, vẫn có nụ bình thường cô chú anh chị nhá. Đấy, có rất là nhiều nụ này để cô chú anh chị có thể thưởng thức hoa này. Đấy, tuy nhiên thì nó rụng lá nên là nhìn nó không được đẹp mã thôi, chứ còn nụ thì vẫn có bình thường đấy ạ. Là hai lô hoàng thảo chuỗi ngọc này. Lô này em gọi là lô số 1 này, 50.000, lô số 2 50.000. Đấy.
Số tiền 50.000 cô chú anh chị có thể sở hữu ngay những cái giỏ chuỗi ngọc, những phần chuỗi ngọc rất là đẹp như vậy nhé. Tiếp sang bên này đây thì em có ba lô báo hỉ ạ. Ba lô báo hỉ. Lô số 1 40.000, lô số 2 40.000 và lô số 3 sẽ là 40.000 ạ. Và tiếp sang bên này đây sẽ là cái dòng dáng hương đuôi cáo. Với loại lan đặc hữu của vùng Cao Bằng. Với loại lan đặc hữu của vùng Cao Bằng và cực kỳ là nổi tiếng. Rất là nổi tiếng đúng không ạ? Một cái dòng lan mà với những cái chùm hoa rất là dài. So với đuôi chồn thì dáng hương đuôi cáo này, loại lan mà có cần hoa nó dài hơn nên là được rất là nhiều người ưa thích ạ. Đuôi chồn ạ, đuôi cáo ạ. Một cái chậu đuôi cáo như thế này này cô chú anh chị này, đều rất là đều cây nhá. Một chậu đều cây nên là em không chia hình, bởi vì cái chậu nào nó cũng giống như chậu nào thôi cô chú anh chị ạ. Đấy, những cây đã đạt, đã được phơi nắng này, để mùa tới này có thể cho hoa này. Đấy, để một dạo gần nhất là nó có thể cho nụ cho hoa cô chú anh chị nhá. Đây ạ. Những giò dáng hương đuôi cáo ít nhất là 3 cây trong một chậu nhá. Đều gần như là đều tăm tắp 3 cây trong một chậu với giá chỉ có bao nhiêu ạ? 150.000 cho một chậu thôi, em báo giá rẻ nhất thị trường cho cô chú anh chị mà chuẩn dáng hương đuôi cáo của vùng Cao Bằng cô chú anh chị nhá. Em dám khẳng định rằng không nơi nào người ta bán những cái chậu cáo dưới từ 150.000 đâu ạ, mà những cái chậu cáo rất là đẹp như thế này cô chú anh chị này. Đó, chậu là 3 cây cô chú anh chị nhá. Và sang bên này đây thì em có những chậu hoàng thảo chuỗi ngọc này. Hoàng thảo chuỗi ngọc với những cái thân căng mướt bóng bẩy như này và cũng đang bắt đầu là nhú nụ này. Dòng lan hoàng thảo chuỗi ngọc ạ. Đang nhú nụ rất là đẹp đấy ạ. Đấy, những cây hoàng thảo chuỗi ngọc đang nhú nụ quá là tuyệt vời luôn như thế này cô chú anh chị này. Đó, quá là đẹp luôn. Cái dòng chuỗi ngọc ấy hoa vừa đẹp mà lại thơm cô chú anh chị nhá, cực kỳ là bền hoa. Một cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc với những cái giả hành căng mướt đang nụ đẹp long lanh như thế này. Giá em bán chỉ có 160.000 cho một giò thôi ạ. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu trầm rồng đỏ. Những cái chậu trầm rồng đỏ cũng đang nhú nụ này cô chú anh chị này. Đó, dòng trầm rồng đỏ này cũng là chủ hoa nở Tết, mầm gốc cũng đang lên nhé cô chú anh chị nhé. Đây này, mầm gốc đang lên này, đang nhú nụ rất là đẹp luôn này. Một chậu chiều cao ít nhất là, chiều cao của nó sẽ ít nhất là từ 40 cm nhé cô chú anh chị nhé. Ít nhất là từ 45 cm chứ không phải là 40 cm đâu ạ. Ít nhất là 45 cm đang nụ rất là đẹp luôn. Đấy, thì một cái giò như vậy em bán với giá là 60.000 cho một chậu trầm rồng đỏ nhé. Về cô chú anh chị được thưởng thức một mùa hoa trọn vẹn ạ. Ngoài ra mình còn được những cái cây giống rất là đẹp, những cái cây giống trầm rồng đỏ rất là đẹp nhá. Những cái mắt nào mà không, sau này nó không ra hoa ấy, cô chú anh chị cắt đi, sau đó là mình nhân kia ạ. Thì cô chú anh chị từ một thân trầm rồng đỏ này, cô chú anh chị có thể có sở hữu, sang năm có thể sở hữu ngay khoảng tầm ít nhất là 3 chậu trầm rồng đỏ nhá, mà giá có 60.000 thôi. Trước mắt đây đã được thưởng thức hoa rồi, 60.000 mà thưởng thức một cái thân hoa tuyệt vời như thế này thì cũng đã bỏ công rồi ạ. Đã rất là bỏ rồi mà lại còn được một cái cây giống, nhiều cái cây giống cho sang năm thì em nghĩ rằng là rất là đáng sưu tầm, đáng thưởng thức đúng không ạ? Đấy, đang lên nụ rất là đẹp luôn như thế này. Và sang bên này đây ạ, là những cái loại lan rất là đẹp, hiện tại đang nụ thơm nức nở luôn cô chú anh chị nhé. Đang nụ đang hoa rất là thơm luôn, mà em đã chia ra theo từng hình rồi để cô chú anh chị có thể lựa chọn cho mình những cái giò lan gọi là ưng ý nhất ạ. Trước tiên thì sẽ là những cái cây đai châu trước. Đai châu thì em có bán hàng cân cô chú anh chị nhé, với giá là 220.000 cho 1 kg. Thì tùy cô chú anh chị có thể mua hàng cân hay là hàng theo hình này cũng được ạ. Hàng cân hay hàng theo hình này cũng được. Dòng đai châu trước đây 1 kg rơi khoảng tầm 4 cho đến 600 đúng không ạ? Bây giờ còn 220, cô chú anh chị lấy 2 kg chỉ có hơn 400.000. Đấy, cô chú anh chị sẽ có ngay những cây đai châu nghinh xuân tuyệt vời. Hình này em gọi là hình số 1 này cô chú anh chị này, với giá em bán là, cây này có hơi vỡ lá ở đây một chút xíu nhá, nên cái hình này ạ, cây rất là siêu bự luôn này. Em bán cái hình này với giá là 180.000. Hình tiếp theo, hình số 2 cũng là 180.000, hai cây phải nói rất là xuất sắc luôn. Hình số 3, 4 cây cô chú anh chị nhá. Hình số 3 này là 4 cây này. À, cây đang nụ này. Có những cây đang nụ rất là đẹp ạ. Nó có lỗi lá nhẹ nhẹ một chút xíu thôi. Và cả 4 cây này em bán với giá là 160.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 4. Hình số 4 này em bán với giá là 200.000. Đây, nụ rất là đẹp luôn. 200.000 cho hai cây rất là to này. Bên này sẽ là những cây đai châu Thái ạ. Cây đai châu Thái hình số 15. Rất là thơm, hoa rất là thơm mà bền hoa lắm luôn ý của chú anh chị. À, chậu số 15 em bán với giá là 140.000 cho cái chậu hai cây châu Thái vô cùng xinh đẹp này. Tiếp theo là hình số 16.
140.000, chậu này cũng đang có hai vòi nụ này. Và hình số 17 này. Hình số 17 ạ. Chậu này em bán với giá là 150.000 nhá. Và hình số 18 140.000 ạ. Hình số 19 này cũng là 140.000, cây đẹp và đang nụ tuyệt vời luôn. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 10. Hình này sẽ là hình số 9 chứ không phải 19 đâu ạ. Hình số 8, hình số 9 này. Sang bên này đây sẽ là một giò Hawaii tím xưa. Hawaii tím xưa, một cái dòng hàng mà hoa siêu to khổng lồ, đẹp tuyệt vời luôn. Đây cô chú anh chị nhìn cho em này, những cái thân mà chuẩn bị bung lụa. Hoa rất là đẹp nhá, bông hoa to và vô cùng là thơm, phải nói là vô cùng thơm luôn ạ. Em có cả dòng Hawaii trắng và dòng Hawaii tím, tím của chú anh chị này. Như chậu này chuẩn bị bung này. Đẹp mê luôn cô chú anh chị ạ. Hoa rất là to, to khổng lồ luôn. Cô chú anh chị này, rất là đẹp. Rất là đẹp luôn ạ. Cái suối hoa hình số 10. 2, 4, 2, 4, 5 cái suối hoa đẹp lộng lẫy như này. Em bán với giá là 170.000 nhá, là hình số 10 ạ. Hình số 11 này, Hawaii tím, cái giò này cũng Hawaii tím ạ. Cũng hai thân đang nụ và nhiều mầm gốc, có thêm những cái thân nó ngắn hơn. Giò này em bán 150.000, là hình số 11. Hình tiếp theo số 12 này, hình số 12 này cũng là Hawaii tím ạ. Rất là đẹp luôn như này ạ. Có những cây thân nó còn chưa có những nụ. Cái mặt bông này về cô chú anh chị thoải mái thưởng thức hoa nhá. Với giá em bán là 150.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 13. Cũng là 150.000 cô chú anh chị ạ. 150.000, rất là nhiều mầm gốc. Hình tiếp theo là hình số 14. Hình số 14 này cô chú anh chị này. Rất là nhiều nụ luôn ạ. 150.000. Hình tiếp theo hình số 15. Hình số 15. Đó, những cái thân hoa rất là đẹp, 150.000. Hình số 16, cái giò này thì sẽ có cả Hawaii trắng và cả Hawaii tím nhé, cô chú anh chị nhé. Đây này, Hawaii trắng ạ, trắng không tì vết luôn. Vô cùng thơm, phải nói là như vậy. Trời ơi, phải nói siêu thơm luôn. Cái lô Hawaii trắng tím lẫn lộn này, có những thân hàng này thì hoa nở Tết ạ. Em bán cái giò này cũng với giá là 170.000 nhá, là hình số 16 ạ. Hình số 17 cũng là trắng tím lẫn lộn nhau này. 150.000 cho giò này. Và hình tiếp theo, hình số 18 cũng là trắng tím lẫn lộn này, 150.000. Hình số 19 ạ, cũng là trắng tím lẫn lộn ở đây, nụ to khổng lồ luôn, 150.000. Hình 20. Hình 20 đây cô chú anh chị. Trắng tím lẫn lộn 150.000. Và hình số 21 ạ, cũng là trắng tím lẫn lộn. Cái giò này cũng có vài thân trắng, vài thân tím, 160.000. Hình số 22 này cũng là có trắng và có cả tím nhá, cô chú anh chị nhá. Có trắng và có cả tím ạ. Giò này em bán là 160.000. Và hình tiếp theo, hình số 23, có cả trắng và cả tím đây cô chú anh chị, 150.000 là hình 23. Cái này thì em có 3 cái lô dáng hương tam bảo sắc. Nó có phần là hơi héo cô chú anh chị nhá. Cái hàng này ấy thì thực ra là em gửi hàng đi cho khách, nhưng mà sơn khách đặt sơn thủy tiên thì em lại gửi nhầm cho tam bảo sắc, nên là bị bom hàng về ạ. Bị bom hàng về nên là nhìn nó có phần là hơi héo một chút xíu. Nhưng mà tầm mùa này thì cô chú anh chị cứ yên tâm cho em, 50.000 cho một lô. Đấy, có 3 lô cô chú anh chị nhá. 50.000 cho một lô, có 3 lô ạ. Một lô sẽ là một giò tam bảo sắc đẹp luôn ạ. Và bên này đây thì em có những cây nhạn, cây nhạn 4N. Cái dòng nhạn Thái cô chú anh chị ạ, hơi có lỗi lá một chút xíu. Bình thường ấy thì em bán 130 đúng không ạ? Hàng hôm nay ạ, hơi lỗi lá. Và bình thường cô chú anh chị thấy rằng là những cái cây nhạn 4N này ạ, người ta bán trên 200.000 đúng không ạ? Trên 200.000 ạ. Còn hôm nay những cái cây nhạn có phần hơi lỗi lá một chút, không có đáng kể gì lắm nhá. Đấy, cô chú anh chị nào muốn mua sưu tầm những cái tác phẩm cho sân vườn, em bán 110.000 cho một chậu. Và tiếp sau bên này đây là những cái đặc sản của vùng miền Cao Bằng. Cái món đầu tiên mà em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái lạp sườn. Lạp sườn thì dạo này là em cũng bận không làm được. Và hôm qua thì em làm được một cái mẻ lạp sườn từ cái lợn ngon nhất, chọn lợn ngon nhất của vùng quê em, và hun bằng bã của cây mía này, vàng ươm luôn mà. Vàng ươm luôn như thế này cô chú anh chị nhé. Đấy, lạp sườn ạ. Em bán 1 kg 250.000. Nó sẽ là hai túi như thế này.
Đấy, cô chú anh chị lấy một túi là nửa kg với giá là 130.000 cô chú anh chị nhá. 130.000. Đấy. Cái chọn được cái lòng của cái lợn này đợt này cũng rất là ưng luôn. Là cái lòng nó không quá lớn ấy cô chú anh chị. Lòng nó không quá lớn. Đấy, nó vừa vừa rất là xinh như thế này mà lợn thì cực kỳ là ngon cô chú anh chị nhá. Em làm thì lúc nào cũng phải chọn lợn ngon nhất để làm ạ. Bởi vì là không phải bán cho cô chú anh chị không đâu ạ, mà nhà em thì cũng dùng rất là thường xuyên luôn. Ví dụ như là những cái lúc mà mình bận việc ấy ạ, bận việc ấy thì cái lạp sườn này mình không có nhiều thời gian ấy ạ, thì cái lạp sườn này chế biến để làm cái món ăn làm thức ăn nó rất là nhanh luôn. Đấy. Rất là tiện lợi luôn ấy ạ. Ngoài ra thì em có dễ mũ tần với giá là 120 nhá, nấm lọc tẩu 150 này. Và hoàng tinh em bán 200, tầm gửi cây chanh em bán 220 ạ. Bên này sẽ là những cái chế phẩm vật tư dành cho hoa lan nhá. Vỏ thông em có đủ size nhá, 1 2 3 4 vỏ thông vụn đồng giá 20.000 trong kg. Rêu rừng 50.000 trong 1 kg ạ. À. Và các chế phẩm dành cho hoa lan, Atonic là 12.000 trong một gói, duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000, hùng nguyễn 25.000 trong một lọ, 50.000 trong một cặp. Và bên này thì em có B1 Thái với giá là 40.000 trong một lọ. B12 giải độc cho cây với giá là 30.000 trong một lọ. Liền da mỹ tiến 40.000. Liền da sẹo đen sẽ là 50.000. Siêu da rễ N3M với giá là 30.000 trong một lọ. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000 trong một lọ. Ba loại phân bón lá đồng giá là 35.000 trong một lọ. Kinbun dòng đặc trị thối nhũn 25.000 trong một gói nhé. Và Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm ạ. Em bán với giá là 15.000 trong một túi. Chicho Đề Ma một túi 1 kg em bán với giá là 50.000 cho một túi 1 kg và một hộp 1 kg này với giá 130.000. Dây buộc lan chiều dài 100m của dao cắt kèm theo cực kỳ tiện dụng, 50.000, 35.000 trong cuộn. Phân trùn quế nguyên chất dòng cao cấp ạ, với giá 35.000 trong gói nhé. Đặc biệt cái sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh này được làm từ dịch chuối, phân trâu và đỗ tương ạ. Đã ủ men vi sinh cũng như ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng nhé. Sản phẩm này em bán với giá là 35.000 cho một túi ạ. 35.000 cho một túi của chú ý chị nhá. Với sản phẩm em nghĩ rằng là cực kỳ là hoàn hảo. Bây giờ lại mùa cây phát triển đến rồi mà rất là nhiều cô chú anh chị đặt hàng ở từ những cái năm trước đã rất là tin sử dụng cái sản phẩm cái phân bón dinh dưỡng hữu cơ này, bởi vì em nghĩ rằng nó là một cái sản phẩm mà nó quá là tuyệt vời để bón cho cây, bởi ngoài cái cung cấp giá trị dinh dưỡng tối ưu, bởi ngoài phân trâu nó còn có cả dịch chuối và đậu tương nữa. Cái thứ hai là nó cực kỳ là lành cho chú anh chị ạ, thoải mái cô chú anh chị bón mà không sợ đen đầu rễ như là cô chú anh chị bón phân dê luôn. Đấy, bón phân dê cô chú anh chị mà không bón cẩn thận là cây bị sót rễ, có thể bị đen đầu rễ và bị chột rễ nhá. Còn cái phân bón phân trâu này nó rất là lành, thoải mái cô chú anh chị bón luôn. Đấy, nên là em nghĩ rằng một cái sản phẩm vừa cung cấp cái giá trị dinh dưỡng mà lại vừa rất là an toàn cho cây thì em nghĩ rằng là nó là một cái lựa chọn rất là tuyệt vời. Ngoài ra cái phân này nén rất là chặt luôn, nên là khi mà cô chú anh chị bón tưới nước ấy, thoải mái bón tưới nước mà không bị mủn, nên là giữ cái giá thể lúc nào cũng thoáng và sạch để cây phát triển tuyệt vời ạ. Ngoài ra em cũng có cái sản phẩm là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng này. 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng nhé. Có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt ạ. Một lọ như vậy em bán là 40.000 ạ. 40.000 cho một lọ. Đấy. Cái dòng sản phẩm này thì có rất là nhiều những cái tác dụng như là diệt khuẩn, làm sạch không khí, ngoài hương. Ngoài ra thì cái mùi hương của nó có thể cho cô chú anh chị có cái cảm giác thư giãn tuyệt vời luôn và giảm đau rất là hiệu quả nhé. Đây là sản phẩm hoàn toàn từ tự nhiên nên là rất là lành tính ạ. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những mặt hàng hôm nay bên em đang có và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi ạ. Em xin phép được dừng clip ở đây ạ.